Và bây giờ xin được cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh cuối cùng của bảng A, chú Vũ Văn Quảng, 70 tuổi, đến từ Hải Phòng, mã số 01. Văn Quảng với bài hát dự thi Hồ trên núi. Và thưa quý vị, mỗi một thí sinh thì nhận được hai quyền trợ giúp trong 3 đêm thi tùy chọn, đó là một là bè và hai là dựng múa. Và ngày hôm nay thí sinh Vũ Văn Quảng đã chọn quyền hỗ trợ dựng múa cho ca khúc này. Xin được kính mời nhạc sĩ Quốc Trung có đôi lời nhận xét ạ. Chào các cô, các chú, các anh, các chị. Chào chú.
Hôm nay tôi đến đây mới là lần đầu tiên và cũng thực sự là chưa theo dõi nhiều chương trình Tiếng Hát Mãi Xanh. Nhưng mà việc đầu tiên thì cũng ngứa nghề, cũng muốn góp ý một chút với ban tổ chức là xếp các cô các chú vào bảng thì là đủ rồi, nhưng mà đọc cả tới tuổi thì có lẽ là không nên, bởi vì nếu mà không đọc tuổi chú ấy, thì chú sẽ có còn rất là nhiều cơ hội của các cô, các thiếu nữ hâm mộ. Mà đọc tuổi thì các cô lại bị mặc cảm. Dạ không, cho em nói một ký chỗ này thôi, em minh oan thôi. Càng đọc tuổi ra lại càng hấp dẫn ạ. Bởi vì như vậy mà còn trẻ trung, căng tràn, sức trẻ vậy thì tốt lắm anh. Thế thì cũng được, cũng có hai, cũng có lý do. Thế điều thứ hai là theo cháu biết thì các cô ở Hải Phòng thì thường là rất là ghê gớm, rất là dữ. Nhưng mà cháu nhìn cái cách hát của chú thì cháu thấy là chú điều khiển rất là giỏi, rất là, cháu cảm giác là của một thanh niên đang tán tỉnh một cô gái nào đấy, hoàn toàn không phải là một thanh niên 71 tuổi giống như là bác Điều đã nói. Và cháu tin là cô hay là vợ chú ở nhà thì nếu mà nghe chú hát hoặc lúc nào mà giận thì chú cứ núi ơi núi là sẽ trôi ngay. Và xin chúc mừng chú. Xin cảm ơn nhạc sĩ Quế Trương. Quý vị có thể nhắn tin ủng hộ cho chú Vũ Văn Quảng bằng cách nhắn số 01 gửi đến tổng đài 8534.